Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo, chỉ cho chúng sanh tự mình nhận biết đây là sự khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ, đó chính là tâm tham ái. Đây là Niết Bàn, chỗ an vui hạnh phúc, không có sự khổ. Và đây là con đường, là phương pháp thực hành để đi đến Niết Bàn. Đó là bát chính đạo, diệt tận tham ái khổ đau. Sao mai vừa lên dưới cội Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa, đấng thanh đạo quả, hiệu là Phật Thích Ca. Hiệu là Phật Thích Ca. 49 ngày đêm tu hành thiền định, chiến thắng ma vương, đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ. Đời con bao năm trường ngũ tối, đời con khổ đau, nếu không có Phật. Thành đạo đã chỉ dạy cho chúng sanh về các sự khổ, đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu, mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba, oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ. Điều khổ thứ tư là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức của chính mỗi chúng sanh luôn luôn thay đổi, làm cho chúng sanh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ. Khổ thứ sáu là già đi là khổ. Khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ. Khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo. Thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ. Con cảm ơn Phật, 49 ngày đêm tu
cung kính rộn bái bạch chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng chùa Phước Quang tối hôm nay, trước và trên hết chúng con sẽ được đầu thành đảnh lễ mười phương tam bảo, đảnh lễ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, vị thầy của ba cõi, vị cha lành của bốn loài, và nhân mùa thành đạo Phật lịch 2566, chúng con thành kính dâng lên chư tôn thiện đức tăng ni và kính gửi đến tất cả quý Phật tử lời chúc mừng mùa thành đạo tăng trọng và đầy hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể lễ quý vị. Giờ này xin phép chư tôn thiện đức tăng ni cho chúng con có đôi lời được chia sẻ đến với toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng tối hôm nay. Kính thưa quý Phật tử thân mến, là một niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời này, như trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng ta sinh ra được làm người được sáu căn đầy đủ, và điều hạnh phúc cao cả hơn hết là chúng ta gặp được chánh pháp của Như Lai. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng dạy, sinh ra được làm người cũng khó như trong giữa biển cả mênh mông rùa một mắt gặp được một cây nổi, mà đã làm người rồi gặp được Phật pháp còn khó trong gặp. Bởi vì tất cả chúng sanh đang lăn lộn trong ba cõi sáu đường và gặp nhất là hơn 98 tỷ người trên thế giới, nhưng có mấy ai có phúc duyên được gặp Phật pháp? Tất cả quý vị Phật tử đang ngồi ở đây đều là những người có đại phước, đại nhân, đại duyên mà gặp được Phật pháp, và hơn hết nữa chúng ta biết tu tập theo đúng tinh thần của giáo pháp. Nhân sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, một lần nữa nhắc nhở cho tất cả chúng ta, những người Phật tử hướng về nơi cội Bồ Đề thiêng liêng, cách đây hơn 26 thế kỷ, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ cung vàng địa ngọc, rời bỏ tất cả những địa vị cao sang, rời bỏ quyền qua của phú quý, mà chọn nếp sống thanh bằng giản dị. Và sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh đường dài, và Ngài trở về nơi cội Bồ Đề linh thiêng để chọn phương pháp thiền định, với mong cầu tìm ra được chân lý của vạn vật, với mong cầu tìm ra được con đường đưa đến giải thoát. 49 ngày đêm thiền định không hề ngơi nghỉ, 49 ngày đêm an trú trong chánh pháp, và đến đêm 49 khi sao mai vừa ló dạng thì ngũ minh được sáng tỏ, trí tuệ được thông tuệ, và con đường giác ngộ được phơi bày rõ ràng, và Thái tử Tất Đạt Đa Ngài chính thức trở thành một vị Phật với trí tuệ từ toàn diện, với lòng từ bi rộng lớn. Tất cả chúng ta giờ phút này chúng ta hướng về nơi cội Bồ Đề Đức Thiên, bày tỏ một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Bởi vì nếu không có 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, nếu không có 49 ngày đêm tinh cần miệt mài trong thiền định, thì chúng ta không có được con đường của sự giác ngộ. Chúng ta không có được con đường mà chúng ta đang tu tập. Chúng ta không thể có được những chân lý mà Đức Phật đã tìm ra chỉ dạy cho chúng ta. Với lòng biết ơn sâu sắc, con xin nguyện hướng về nơi cội Bồ Đề linh thiêng, nơi Bồ Đề đạo tràng, nơi đất nước Ấn Độ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị cha lành của muôn loài, đến cội Bồ Đề linh thiêng đã che chở cho Đức Phật suốt 49 ngày đêm, để đêm hôm nay khi sao mai vừa ló dạng và ánh sáng giác ngộ đã được ra, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.